Nhân dân, konnichiwa, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với một dạng bài so sánh nữa các bạn nhé. Cũng vẫn là hai dạng bài so sánh quan điểm của hai A và B. Thường thường sẽ là cùng viết về một vấn đề và sau đó sẽ có những quan điểm riêng khác nữa. Các bạn có nhớ cách làm mà Gen đã chia sẻ không ạ? Đầu tiên, bao giờ cũng phải đọc kỹ, đúng không? Hai câu hỏi này. Từ lúc mình đọc, mình tập trung vào những keyword đó thôi. Ngay cả đoạn văn, trung văn hay trường văn hay chăng nữa thì cái bước 1 này, cái bước phân tích câu hỏi rất quan trọng. Nhưng ở đây thậm chí với dạng bài so sánh còn mình còn muốn các bạn là gì? Tập trung vào cả hai câu hỏi luôn một lúc. Nhớ chưa ạ? Để lúc mình đọc mình sẽ biết là gạch chân vào mình để ý kỹ hơn nhá. Ví dụ như câu 1 của chúng mình này là gì đây? Về cái việc này, về việc gì? Giới trẻ ngày nay người ta không muốn sở hữu, không muốn mua ô tô nữa. Thì hai nhà B nghĩ gì? Nhớ về việc là chị đây không muốn sở hữu ô tô nha, không muốn mua nha. Còn câu B là gì? Butsuyoku, đúng không? Đó, chữ này là chữ vật và chữ dục, nó nghĩa là những cái ham muốn vật chất đi, đúng không? Thì hai ngả B đưa ra quan điểm như thế nào? Đúng không ạ? Đó, thường thường câu hỏi 1 ấy, thì thường thường sẽ nói điểm chung, câu hỏi 2 sẽ nói về điểm riêng, thường thường như vậy thôi. Đúng không ạ? Đấy là cái mô típ chung thôi, chứ về cả hai câu đều có A mố B mố nên mình chưa thể xác định chắc chắn đâu nhá. Thế nên vẫn phải xử lý từng bước một. Vậy sau khi mình đã xác định được là hai câu này lúc mình đọc thì mình nhớ quan tâm đến hai yếu tố là giới trẻ không muốn mua ô tô và thứ hai là về những cái ham muốn vật chất. Thì giờ từng câu một, chúng ta đến với câu 69 đã. Thì lại cái cách mà hôm trước là đã hướng dẫn các bạn là gì? Đúng không? Đọc kỹ với A, bởi vì lúc đầu chúng ta đọc với A thôi đã. Nhớ chưa? Để xem là gì, cái A có cái gì trong đấy không đã. Nhớ đây, anh A thì bảo làm gì đây? Mua về không muốn sở hữu cô, tôi thấy tốt mà. Rồi tiếp theo, việc tôi muốn không không muốn sở hữu ô tô đúng không? Tôi thấy đáng tiếc mà. Đúng không á? Nhớ. Rồi gì nữa? Anh A cũng lại nói, tức là cùng cả A B như ý là có trong A nhớ, là nó mất đi cái động lực, cái hoạt lực làm việc chẳng hạn ấy, đúng không? Nắc cự nào đâu. Và cái tiếp theo nó là cái sự lựa chọn cần thiết, đúng không? Để mà có một cái cuộc sống nó giàu có, nó phong phú hơn. Tập trung vào nhá, là anh A nghĩ tốt hay là nghĩ tiếc, rồi nó mất cái này hay là sự lựa chọn cần thiết. Đó thì lúc đọc cái câu A, đúng không? Lúc đọc đoạn văn A mình tập trung vào keyword đó để mình loại trừ bớt đi. Nhớ chưa ạ? Nhớ. Nào đoạn A chúng mình cùng phân tích và cùng đọc thật kỹ nào. Đây, nào ta chia câu dần dịch cho hình dung mới nhớ đang cái câu 1 chúng mình đang tập trung vào cái keyword đó là gì đấy? Cái việc mà không muốn sở hữu ô tô. Thì làm sao nhỉ các bạn nhỉ? Đúng không? Không thế này. Đó, ngày càng nhiều, chúng ta dịch chỗ này cho đi. Hitoga fuete do. Nghe có nhiều người, người thứ nhất là gì đây? Không muốn có cái ô tô của riêng mình. Mà người ta sẽ làm gì? Hành động nhất là người ta mượn. Hành động thứ hai là người ta làm kyo yushitari suru. Thứ nhất là người ta chỉ mượn trong cái trường hợp mà cần thì đi mượn thôi. Và thứ hai thậm chí là gì đây? Có nhiều người sẽ cùng sở hữu chung một cái ô tô. Đó, kiểu thế đúng không? Đấy, sở hữu chung. Hôm nay tôi đi thì mai đi. Kiểu như vậy. Đặc biệt là những cái giới trẻ đúng không, trong độ tuổi từ U20 cho đến U20 chẳng hạn ấy, đúng không? So với giới trẻ ngày xưa thì những cái người mà người ta suy nghĩ tôi không, mình không muốn có tôi đâu, đúng không? Thì thậm chí có một cái kết quả điều tra nó gần như là một nửa luôn, đúng không ạ? Đó, chính xác. Khi mà có ô tô thì không chỉ có cái này đâu mà còn tốn rất nhiều chi phí khác nữa. Nó không nói về chi phí mình bỏ qua đi. Đúng không ạ? Đó, chứ không đọc quá nhiều làm gì cả. Còn nên mình dịch cho các bạn thì không chỉ có mất chi phí mua mà mất chi phí bảo hiểm, xăng, đúng không? Rồi bảo dưỡng các thứ này nọ. Ngoài ra này, đúng không? Cái sự cần thiết nó cũng không nhiều. Đó, hikui thôi mình dịch là không nhiều nhá, vì nó ở thành phố. Thậm chí khi mà sở hữu ô tô thì vì là gì đây, mình dễ bị dính vào tắc đường hơn ấy, nên thậm chí còn bất tiện hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là những điều người ta có nói. Thì các bạn nhìn này, nó có phải điều tốt không? Cái việc sở không muốn có ô tô phải điều tốt hay không không? Đúng không? Không, người ta không nói đây các bạn nhà. Nhìn thấy chưa? Đấy, người ta không nói là tốt đâu ạ. Sao làm gì nữa? Có đáng tiếc không? Hay mất hoạt lực hay là một sự lựa chọn? Đúng rồi, đây mình chưa thấy. Tiếp nhá. Tuy nhiên mà ý tác giả muốn nói thì hay nằm ở chỗ nào? Tuy nhiên nên đọc thật kỹ vào. Đúng không ạ? Câu này bắt đầu từ đâu đây? Chúng ta sẽ xem nhá. Câu này rất dài, cuối luôn đấy. Chúng ta xác định cái chủ ngữ to nhất rồi đã này. Đúng không? Đó, hoạt lực có thể chia ra dấu phẩy những cái dấu như này chẳng hạn này. Hoàn toàn bạn có thể chia được và dễ hình dung được. Đúng không ạ? Giống như trước kia đúng không, là người ta sẽ phải làm sao, rất muốn mua một cái ô tô mà người ta ao ước, akogare, từ này là ao ước nhá. Thế là người ta sẽ nỗ lực chăm chỉ làm việc, đúng không? Thì bây giờ những cái giới trẻ đó đúng không, có cái suy nghĩ đấy, suy nghĩ là mình sẽ mua một ô tô ao ước, mình sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, đúng không? Nó làm sao giảm đi mất tiêu rồi. Xong làm sao nữa, đúng không? Có rất nhiều bạn trẻ thế nào nữa là gì đây? Ủi thôi, mình có cái suy nghĩ là gì, thôi mình chỉ cần có cái tiền để đảm bảo cái mức sống tối thiểu được rồi. Trời ơi, thế thì như thế làm sao? Đây, kaki ga, đúng không? Nakunatte ikuyo desu. Nên cảm thấy rất buồn đấy. Quan điểm tác giả buồn chứ có phải là tốt không?
Dạ không hề ạ, nên bỏ số 1 đi. Đúng không? Có tiếc không? Ừ cũng có, để tạm hài đây đã. Có gì nhỉ? Có mất đi hoạt lực không? À có, đây này, cũng có luôn. Đúng ạ. Và gì nữa? Nó phải sự lựa chọn thông minh không? Để mà có cuộc sống thế này không? Là cái này không có nói. Vậy chắc chắn mình sẽ loại phương án 1 và 4 đi. Đang phân vân phương án nào? 2 và 3. Đúng ạ, bởi vì mình chỉ đọc vào A thôi thì chưa biết là B thế nào. Thì lúc đọc cái B mình chỉ tập trung cao độ hai yếu tố. Thứ nhất, đúng không? Là câu 2, A bạn B bảo là không sở hữu ô tô là hợp lý. Còn bạn B bảo là gì đây? Không sở hữu ô tô là mất đi cái động lực làm việc. Xem quan điểm của anh B như thế nào. Đó thì cái mình tập trung hơn, mình không bị loãng thông tin, mình không bị làm cho những thông tin nó rối tung rối mù lên. Đó cha, đọc kỹ vào cái anh B nhé. Giới trẻ ngày nay, đúng rồi, làm sao nữa? Người ta, so với ngày xưa là người ta những cái ham muốn vật chất là nó đang bị bắt đi sao ấy? Ngày xưa thế nọ, ngày xưa thế kia, đúng không? Đấy, khi mà nhận lương thì sẽ có những suy nghĩ, thường có những suy nghĩ như nào? Mình muốn mua một cái gì đó này. Đó, mình muốn ngồi, mình leo lên một cái xe mà ao ước, tiết kiệm tiền để mua mà ngồi lên được cái xe ao ước. Đó, những cái siêu xe, thậm chí là siêu xe. Tuy nhiên, đấy điều tôi đã muốn nói nhá. Ngày nay rất nhiều các bạn trẻ là người ta bảo gì? Thôi chả cần mua ô tô cũng được. Kawana cứ tìm mối gì. Nhìn thấy chưa ạ? Để xem quan điểm anh ấy. Đúng là không mua rồi nhá. Nhưng mà gì đấy, quan điểm của anh B về việc đó như thế nào? Nhớ là nó hợp lý hay là nó gì mất đi cái động lực. Chúng ta xem nhá. Trong cái việc sở hữu ô tô ấy, tốn nhiều tiền lắm. Và nếu mà sống ở cái khu đô thị thì thậm chí là ngay cả không có ô tô thì vì vẫn có thể sống thoải mái mà, đúng không? Và thậm chí ngoài ô tô thì người ta có suy nghĩ là người ta muốn tiêu tiền, đúng không, cho nó có hiệu quả hơn ấy. Rồi gì nữa, quả nhiên là những cái liên quan đến bất chi yêu cự, tức là những cái ham muốn vật chất đó, nhưng mà rồi là thích ô tô, thậm chí những siêu xe khác chẳng hạn, thì nó là cái động lực, đúng không, để mình có thể làm việc. Tuy nhiên đó, động lực nó mất đi không biết, nhưng mà có từ tuy nhiên đằng sau này, đúng không ạ? Mình cứ không quá cái từ dự các bạn nha. Và cô Dawada dự thế nào, mình không quá câu nệ vào cái việc là phải sở hữu vật chất ở đó, đúng không? Đó thì thậm chí có những người, người ta sống một cuộc sống rất là thoải mái. Những người thế nào, người ta muốn sử dụng tiền cho những trải nghiệm khi học tập này, những sở thích này, hay về thời gian để có thể ở bên gia đình rồi bạn bè, như kiểu đi du lịch chẳng hạn. Và khi nghĩ như thế, đúng không, thì tôi thấy rằng là gì đây nhở, à cái việc mà giới trẻ ngày nay người ta không ham muốn có mua ô tô là một sự lựa chọn, từ này là kashikoi, kashikoi sentaku, một sự lựa chọn thông minh đó. Vậy mình xét yếu tố là một cái thì nhớ là phân vân hai với ba thôi nhá, là hoạt lực, đúng không, tức là những cái động lực làm việc nó mất đi, hay là nó hợp lý, cái nào mới là phương án lựa chọn các bạn. Đúng rồi, của tài quá ni và bé, đúng không, hợp lý bằng chỗ nào nhở? Luôn luôn phải tìm chân xe nó nằm ở đâu. Bạn A nói ra đây là đúng rồi, đúng không, vì nó mất đi hợp lực này nọ rồi, nó không muốn thế kia. Thế nhưng bạn B nói là một hợp lý ở đâu? Kashikoi sen tắc cử, sự lựa chọn rất là thông minh, và đó là hợp lý, còn gì nữa nhớ. Chứ còn câu B không có chỗ nào nói là gì. Câu A đúng là có nói mất đi động lực làm việc rồi, nhưng câu B thì không, nó chỉ nói là cái ham muốn vật chất nó là cái động lực để làm việc, nhưng không có nghĩa là gì đấy, đúng không? Anh B đưa ra là gì, nó mất đi cái động lực đó, mà ý người ta muốn nói làm sao shikashi này, nhìn thấy chưa, ý người ta muốn nói là cũng là một sự lựa chọn thông minh nhớ. Tiếp chúng mình sang với câu số 70. Câu 70 này là câu số 2 trong bài này, đúng không ạ? Đó, về cái ham muốn vật chất đó thì bạn A và bạn B đưa ra suy nghĩ nào. Mình tập trung vào ham muốn vật chất thôi. Thì cái từ mà bất chi yêu cự ấy, nó có xuất hiện trong đoạn B, các bạn nhìn thấy chưa? Là động lực làm việc. Đúng không? Vậy nhớ đang tập trung vào keyword ở trên kia là không muốn mua ô tô, không muốn sở hữu ô tô. Còn bây giờ là ham muốn vật chất, thì thực ra ô tô cũng là một trong ham muốn vật chất, để cho dễ hiểu đi, đúng không ạ? Vậy chúng mình chọn số mấy? Bạn A bạn bảo là gì đây nhỏ, đưa ra là không cần thiết, đúng không? Đó, có phải không cần thiết phải có những cái ham muốn hay không? Bạn ấy không nói, nhớ chưa? Ở đấy mà bạn ấy nói như này rồi thì ngay cả A B đều sẽ là sai mất, nhớ chưa ạ? Đúng không? Đấy, câu A sai rồi thì cả câu sai, không phải đọc luôn. Rồi tiếp theo, bạn A còn nói tốn tiền không? Có, đúng không? Tốn một loạt các chi phí, không chỉ chi phí này mà chi phí kia. Ok, bạn A thì đúng. Như bạn B này là gì đấy nhỏ? Mẹ ham muốn vật chất là gì? Đây là cái cách sử dụng tiền một cách thế nào đây? Hiệu quả. Đúng là có cách sử dụng tiền hiệu quả các bạn ơi, đúng không? Thế nhưng mà so với việc mà gì đấy, không sở hữu ô tô, không quá câu nệ việc đó, thì người ta muốn sử dụng tiền cho những cái gì đấy hiệu quả hơn trong những cái việc này, đúng không ạ? Nó cho những việc kia cơ, chứ hiệu quả nó không nói rõ. Các bạn công nhận không? Đó, ở đây có hiệu quả đây chẳng hạn, nó sử dụng tiền nhưng ngoài cái ô tô ra, chứ không phải là gì đấy. Bạn B lại bảo gì đấy? Đây là cái cách, đúng không, về những cái ham muốn vật chất ấy, đúng không, thì là cái cách mà để làm sao sử dụng tiền hiệu quả. Không, ham muốn vật chất đó chính là cái việc mà sở hữu ô tô ấy thôi, không phải cách hiệu quả đâu nhá, mà phải tiêu tiền cho những trải nghiệm về học tập, về thú vui này nọ, nên câu 2 mới chỉ đúng với A, bạn B sai mất rồi.
Câu 3 thì sao? Cả A, B đều bảo là gì đấy? Đúng không? Cái ham muốn vật chất nó làm cho đời sống của mình nó giàu có, nó phong phú hơn. Có không ạ? Có không? Đúng không? Bạn này không có. Nhớ chưa? Nhá. Không hề nói đến cái này. Nên câu 2, câu này sai hết. Đúng không ạ? Và đáp án chính xác phải là số 1. Số 4, cả A và B đều bảo là gì đấy, đúng không? Những cái ham muốn vật chất nó là cái gì, nó kết nối với cả cái sức mạnh, đúng không? Cái ý chí mà để mình làm việc. Đâu, chỗ nào bảo thế? Có, đúng không? Mình tìm ở A trước nhá. Này, đây này, đúng không? Cái việc mình để muốn mua được một ô tô mình mong muốn, thế là mình sẽ nỗ lực làm việc mà mình kiếm tiền đây này. Đúng không nào? Từ đây anh có nói là những cái ham muốn vật chất đấy nó sẽ kết nối việc mình sẽ làm việc để kiếm tiền để mà gì? Mua ô tô. Còn anh B nói chỗ nào mình lại đi tìm, đúng không? Đó, đúng một câu luôn, câu vừa từ bậc trí cự luôn, đúng không? Những cái ham muốn vật chất nó là cái động lực cơ bản, động lực đầu tiên để mình làm việc. Vậy A có nói, B có nói, vậy thì chọn luôn chứ còn gì nữa. Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta phải đẩy nhanh được cái tốc độ đọc này, khái quát này, chúng ta biết tập trung những keyword nào này, chúng ta đỡ lẫn, đỡ bị sai. Đấy mới là cái điều quan trọng. Nhớ, chúng mình cùng cố gắng nha. Hey, minasan, yamata ne, yamate.